Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi chúng ta ai cũng có một làng quê, một dòng sông, một mái trường thân thuộc để mà yêu mà nhớ. Khởi nguồn từ chính tình yêu ấy mà mỗi chúng ta không chỉ biết yêu mà còn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ những làng quê, mái trường thân thương của mình. Trong chương trình Khắp nơi ca hát hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc có tựa đề Phù Cừ mãi mãi một tình yêu, do thầy và trò trường Trung học cơ sở Phù Cừ trình bày. Chương trình là sự gửi gắm tình cảm sâu nặng của thầy và trò nhà trường đối với quê hương, với mái trường mà họ đang học tập và công tác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
tình như hoa phượng vĩ, như chim bay về khắp miền em lên đường, tung bay ra nhiều thế hệ trong Bắc Hồ. Từng hàng nghìn em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Bên ánh đèn kia em đã thức bao đêm, dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em, có những cuộc chia tay dàn dào cùng người cầm bút, người cầm súng, người đi xa hằng nhớ ghi trong. Trường Trung học cơ sở Phù Cừ được thành lập vào tháng 8 năm 2005. Lúc ấy nhà trường mới chỉ có 7 lớp học với 300 học sinh và 16 thầy cô giáo. Tuy mới được thành lập nhưng các phong trào thi đua của nhà trường, trong đó có phong trào văn nghệ, được đánh giá là một trong những đơn vị mạnh của huyện Phù Cừ. Trường có 8 đội văn nghệ của giáo viên và học sinh, trong đó đội tuyển văn nghệ của trường thường xuyên được phục vụ các hội nghị của ngành của huyện và chiếm được sự tin yêu quý mến của công chúng trong huyện. Tại các kỳ hội thi hội diễn, đội văn nghệ của trường thường giành được những giải cao. Tiêu biểu cho phong trào này có cô giáo Nguyễn Thị Chính, thầy giáo Doãn Trung Đức, các lớp 9A, 8A, 8B, v.v. Trao đổi với chúng tôi về sự quan tâm của nhà trường trong công tác này, thầy giáo Nguyễn Văn Sông cho biết thêm. Trong các cái hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường, thì trong năm học vừa qua, nhà trường rất là quan tâm và chăm sóc thường xuyên tới cái phong trào văn nghệ của nhà trường. Và cụ thể là nhà trường đã xây dựng được 8 cái đội văn nghệ, trong đó là có 1 đội văn nghệ của các thầy các cô giáo và 7 đội văn nghệ của 7 lớp học sinh. Thông qua cái hoạt động văn nghệ của nhà trường thì đã tạo nên một cái không khí hết sức sôi động trong nhà trường, trong các cái lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là thông qua cái văn nghệ thì giáo dục cho các em cái tình yêu quê hương đất nước, giáo dục cho học sinh những cái tình cảm, những cái hành vi đạo đức của cái con người mới, và cũng thông qua cái hoạt động văn nghệ này góp phần rất tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là trong phong trào thi đua hai tốt của nhà trường.
Chính từ phong trào văn hóa văn nghệ đã giúp thầy và trò nhà trường có tinh thần thoải mái, tự tin trong giảng dạy và học tập. Vì vậy, chất lượng đào tạo của trường ngày càng được nâng lên. Toàn trường có 95% số tiết thi giảng đạt loại giỏi, 5% đạt loại khá, không có tiết giảng trung bình. Trường có 100% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và cấp huyện. Hiện nay, trường là một trong hai trường trung học cơ sở của toàn tỉnh áp dụng thành công đề tài, ứng dụng công nghệ tin học và việc đổi mới phương pháp dạy học bằng sử dụng giáo án điện tử và máy chiếu đa năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai trong năm học 2005-2006. Nhờ có đội ngũ thầy giỏi mà học sinh của trường cũng chăm ngoan, học giỏi và không ngừng tiến bộ. Năm học 2005-2006, trường có 57% học sinh xếp loại học lực giỏi, 41% xếp loại học lực khá, chỉ còn 2% xếp loại học lực trung bình. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, trường đạt 46 giải trong số 50 học sinh dự thi. Tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường giành 49 giải trong tổng số 80 giải của toàn tỉnh. Trong đó có 3 giải nhất, 9 giải nhì và 19 giải ba. Là trường có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường luôn quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt lên một bước mới, phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia vào năm học tới. Sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn và sẽ bay cao bay xa hơn tôi tới những đỉnh cao mơ ước của loài người như những cánh chim. Em sẽ lớn lên, tương lai sẽ là đôi cánh của chính em rung lên trên đôi môi của chính em, thay tôi làm chủ cuộc đời. Nhìn về xa tương lai với những măng non vô cùng yêu quý, với tuổi thanh xuân phơi phới mùa vui, học nhiều đi sống đang rục rã đi lên trên đất nước đang xanh màu xanh mới và học đường mỗi lớp một khúc ca vì một ngày mai không xa. Mỗi bước em đang trên đường đi tới, mỗi mùa thi qua nơi những mùa vui được cùng trên trang sách bấy nhiêu là khôi óc, làm chủ cuộc đời, làm chủ ngày mai. Em sẽ lớn lên, em sẽ lớn lên. Sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn và sẽ bay cao bay xa hơn tôi tới những đỉnh cao mơ ước của loài người
sẽ lớn lên, tương lai sẽ là đôi cánh của chính em rung lên trên đôi môi của chính em. Nhìn về xa tương lai, với những măng non vô cùng yêu quý, với tuổi thanh niên phơi phới mùa xuân, học nhiều đi em ơi, biết bao điều kỳ diệu từ cuộc sống đang rục rã đi lên. Trên đất nước đang xanh màu xanh mới, và học đường mỗi lớp một khúc ca. Vì một ngày mai không xa, mỗi bước em đang trên đường đi tới, mỗi mùa thi qua nuôi những mùa vui, được cùng em xây lên những lâu cuộc sống huy hoàng sáng tươi hơn. Trên trang sách bấy nhiêu là khối óc, làm chủ cuộc đời, làm chủ ngày mai. Em sẽ lớn lên, em sẽ lớn lên, thấy tôi làm chủ. Hồn người ta có gì đẹp
trong tiếng gió, niềm tin trong tim trôi xa. Chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát đồng lúa mênh mang câu hò, bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đấu cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát đồng lúa mênh mang câu hò, bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đấu cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn in hình trên con đường mòn cát trắng quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời, hát mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi. Ôi bài ca cuộc đời, hát mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi, hát mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi. Thank you.
vàng.